hôm nay tiếp xúc với chị, em cảm thấy chị thoải mái hơn này, vui vẻ và rạng rỡ hơn, thì liệu có phải là mình nhìn thấy cuộc đời nó tươi sáng hơn không ạ? Ừ, đúng rồi em ạ, thật ra là đúng là cảm thấy là cuộc đời tươi sáng hơn, mắt sáng hơn mà, nên là thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Đi ra đường thì cái gì cũng muốn nhìn, cái gì cũng muốn ngắm. Và mình cũng là người mà rất là thích đọc, thì bất cứ những cái gì mình nhìn thấy ở trên tường có chữ mình đều thích đọc hết, bởi vì là tự dưng thấy mắt mình sáng. Trước đây muốn đọc cái gì phải đến tận nơi, sát tận nơi, và hoặc là xem tivi cũng phải, thậm chí có những hôm mà không có mang kính về nhà còn phải mượn kính của con, thì bây giờ hoàn toàn không cần đến những cái việc đấy nữa, thì thấy cảm thấy rất là sung sướng. Có chút hồi hộp thôi, chứ còn lo lắng thì không có. Mình là Mai Trang, 31 tuổi, hiện là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Trung Yên, Cầu Giấy. Mình sinh sống ở Hà Nội thôi và cũng đã khám ở đây vài lần rồi. Trước khi mổ mắt là không nhìn thấy gì, bây giờ nhìn thấy rất là rõ. Mặc dù là nó vẫn còn thuốc ấy, thì nó cũng hơi mờ một tí, nhưng mà nó tức là mình nghĩ là do vừa mới mổ xong thôi. Thế còn đã nhìn rõ hơn rất nhiều là so với lúc trước khi mổ. Không, hoàn toàn không có cảm giác đau gì cả. Được bác sĩ ở trong phòng mổ hướng dẫn cũng rất là tận tình. Có một bạn đứng ở ngoài hướng dẫn mình làm theo những cái lệnh của bác sĩ ấy, thì mình cũng thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Thậm chí là trước khi vào phòng mổ bạn còn cho nghe nhạc, kiểu lấy tinh thần ấy. Và ngày hôm nay là sau hơn 2 tuần chị đã phẫu thuật khúc xạ, và hôm nay là chị đến tái khám kiểm tra tình trạng mắt hiện tại sau mổ cận, thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Hôm nay thì mình đi khám lại và thấy rất là vui mừng vì bác sĩ nói rằng là mắt của mình đã rất là tốt rồi, vết mổ cũng liền và rất là ổn định, thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Thật ra thì
trước khi đến với Viện Mắt Hà Nội 2 thì mình cũng đi tham khảo rất là nhiều nơi. Thế nhưng mà cuối cùng là mình lựa chọn ở đây vì thứ nhất là từ lúc mà bước chân vào được các bạn nhân viên tiếp đón cho đến khi lên đến nơi được các bác sĩ tư vấn khám, rồi bác sĩ mổ, rồi tư vấn sau mổ thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Hài lòng từ thái độ của bác sĩ, từ nhân viên cho đến hài lòng đến cơ sở vật chất. Và mình cũng đã đi khám chữa bệnh ở rất là nhiều nơi, những cái cơ sở cao cấp. Thế nhưng mà mình thấy ở đây thì rất là sạch sẽ và cái không khí thân thiện giữa bác sĩ với nhân viên với bệnh nhân thì cảm thấy rất là gần gũi và mình cảm thấy thực sự hài lòng khi đến khám và mổ mắt ở đây. Dạ vâng, em cảm ơn những lời nhận xét rất là tuyệt vời của chị và đây cũng là một lời động viên cho bệnh viện tiếp tục duy trì và phát huy những cái điểm mạnh. Và Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cũng mong rằng là sẽ là một cơ sở chuyên khoa mắt uy tín và sẽ được đồng hành cùng chị cũng như là mọi người trong việc gìn giữ và bảo vệ một đôi mắt sáng và khỏe mạnh ạ. Để được tư vấn và điều trị tốt nhất tật khúc xạ và bệnh lý về mắt, liên hệ hotline 1900 27 7227 hoặc trực tiếp tới thăm khám tại địa chỉ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.